quen anh cũng gán trời. Hai chồng không xây phòng đi. Xây đã không tiền mà còn xây nữa. Phải nói có gì có xây nữa. Hoặc là người ta kiếm cái biết rồi mà tôi nói có nha. Tôi nói có rồi thứ đó anh thiệt ha. Vô rồi là anh làm sáng đêm luôn, anh chằn luôn thiệt không. Tôi tình thiệt, tôi nói thiệt luôn. Chứ mình thiệt tình ha. Ừ. Tính là cái lúc này nè, thờ buổi nè mà còn có đó. Sáng luôn, sáng 5 giờ sáng luôn. Bắt đầu tới mà tới sáng bét của vợ tôi anh ơi. Chuẩn bị mặc vô đi, mặc thì mặc chứ có gì đâu. Lúc tôi ngủ thả lỏng mà. Vậy đó ha. Ừ. Rồi cái vợ tôi bắt trước theo nó, em ơi, nực quá, hầm quá thì có việc thả lỏng nhanh đi. À. Thì nó mát rồi nữa sao nó còn mát trong nữa. À. Nó vừa mát ngoài rồi sao nằm vô nó gọi nó mát vô nữa cái biết ha. Hiểu. Ở ngoài trống này mà còn vô khều ra khều mà còn đóng phòng nữa thì chắc vào ba ra bảy quá ha chú mình. Vào ra ba bảy cái đó mình không có. Chắc khỏi đạp xe lôi luôn. Khỏi đạp xe lôi luôn. Tối ngày đạp đó hoài luôn là cởi gì rồi luôn đó. Là mình nghỉ ngay ra đi cãi. Miễn còn sức là còn làm. Mà chờ hoặc ông bà mà độ mình mà mạnh giỏi hoài thì có sức hoài nữa ngay ra thì khỏe cho mình thôi. Năm hai là cũng như bù lại. Sáu hai không chú mình. Sáu hai đó. Sáu hai còn mạnh quá. Đó. Mạnh công nhận. Ngày nào cũng có. Tôi nghĩ tôi đó. Chưa biết tôi nữa không. Không công nhận á. Hay. Tôi đoán á chú theo như cái sức khỏe của chú bây giờ á cho đến bao nhiêu năm nữa là chú cũng cái đó cũng tôi không có định à. Tôi định là cũng như ngày nào hay ngày nấy thôi. Ngày nào hay ngày nấy. Còn nếu mà còn là làm, còn sức là. Còn làm á mà tôi nói thằng trước cửa là nó mày còn làm hả Minh, mày ngưng đi. Nó chết mà. Nó chết thì chết chứ tới thì tới, tới chừng mà tao ra hết được cầm xe lôi á thì tao biết rồi. Không bằng sớm nói gì. Thằng chở chậu chứ đâu, nó sợ mình có bài gì á, rồi mày mắc sức đây, tao kêu mày chở chậu, cái mày dẫn xe không nổi là mày kể như gồi luôn. Nó gồi tới, nó gồi cái đó. Thì tới thì nó tới. Chứ đầu tin tới đó thôi. Ừ. Chứ giờ mày đã dành bài hơn như hồi đó thôi, mày tiếc chết luôn à. Rồi nói ra cái con vợ mình nó nghĩ là chuyện khác nữa. Nó sao lúc này anh lâu quá, ngó tới mình vậy trơn. Rồi ông khiều gờ gàm mình chơi. Sợ chú đi ra ngoài. Thì đó. Ở gì? Mình nhiều đó, nó, vợ mình nó biết rồi, nó khờ khờ hiền thiệt mà nó nghĩ cái chuyện mà vợ chồng chung thủy mình không nghĩ lại cái chuyện đó, ông nội tôi giờ cũng chết nữa. Thà mình tình thiệt đi, vậy nó hiểu mình. Một khi nhiều cái phải nói thề anh ơi, tôi nói còn nữa tôi làm tội nghiệp nó. Tối mấy giờ chú mình? Tối đầu canh là cái cũng như là 1 giờ. 1 giờ khuya hả? Ừ. Khi thật sự mấy đứa này thức trễ á, một khi 3 4 giờ ở trường. Khi mấy đứa quá tới 4 giờ sáng gì? Nhầm khi nó thức nó coi máy coi game hoài đó. Rồi kêu nó ngủ ngủ rồi chứ chừng nào nó coi đã mà nó ngủ bừng ngủ rồi nó ngủ ngang rồi mới canh đồng hồ là 4 giờ mẹ xe ra xe lại tới vợ tôi 5 giờ cũng vớt mà luôn vớt rồi còn bao nhiêu đâu phải vớt được một tiếng đâu tối đa lắm mà không làm nhanh rồi cũng 10 phút 20 phút hết lóc rồi là cái đó là nó mau đó còn cái kiểu mình làm sớm nha là nó lâu thiệt rồi nó trễ lại như rồi nửa phần đó nửa phần sau làm nữa làm gì đó mình biết bị mình làm hoài mình hiểu. Này mà chú Minh mà các phòng chắc trời ơi các phòng lúc dữ đó dằn lắm à. Ừ tôi chỉ vợ tôi làm kiểu luôn làm kiểu luôn trời hết lóc luôn kể như cho nó mới hứng nó mới đã tóc còn đen ừ nó tóc đen mà máu dạ. Tốt lắm tóc đen máu tốt lắm thì đó người ta nói tôi lại thì cái máu tôi nên còn tốt chứ mà máu tốt người ta nói một lẻ chứ hai nữa hồi nào giờ mình tuổi thanh niên tới bây giờ luôn á mình chưa có gờ gắm ai với mình chưa có thả ai hết trơn á thành ra cái máu của nó chưa xung hợp đổi mình phải mà mình đi giống chơi như chưa nổ, nhưng mình chơi đầu này kia nọ ha rồi máu nó vô rồi sợ nó phà nhau á sợ cái máu mình nó già nữa là bạc bởi vì tôi suy nghĩ là có một lẽ đó bởi vì mình mới giữ cái đời của mình thanh niên mà tới từng tuổi này luôn nè bởi vì vợ tôi nói với tao ngoài đời tao nói mày có nhộm sao mà đâu mà thấy râu thì nó bạc đầu mày đang thù mày đang kỉnh luôn á đang cứ đang nhộm á chứ không phải tao nói phải đen mà hơi tao không nói mày nó tôi nói đâu có đâu ngơ tiền chạy xe còn có ăn con cái nữa mà sao nhộm tóc đen là tốt máu tốt ừ là lớn tao nói tuổi mày được 62 tuổi mà mày được vậy tốt. Là mạnh lắm rồi đó mà tao thấy mày thức 62 mà còn chạy cờ cờ trời xe lôi mà đạp như vậy là tao sợ mày luôn rồi đó thiệt mà tôi nghĩ tôi biết luôn chạy xe lôi mà đạp cái trọng lượng bao nhiêu ký chú mình trọng lượng là thường thường đổ 200 hết lắm 200 ký hả ừ 200 ký chạy đường xa à. Chứ mà còn gần nó đổ 300 là mình kéo số lượng mình biết với cái số lượng ta căn ký á mình hiểu 300 là anh kéo từ đây là tới ba tiệm hết lóc rồi là cũng vừa tầm sức anh không thôi qua Khánh Hòa còn mà 300 mà anh kéo quán thì đó tôi kéo chở chậu mà 3 mét với coi 3 mét chứ mét 2 rồi với 2 mét tới 3 mét mà chở đây lên lộ 2000 nè trời Phật cứ chậu trà bá mà để lên cái nó quằn xe mà không đạp tiếp tới chỗ mà đường xe gác đuối trời
Rồi còn cái nữa tới cua mới chạy lộ 2000 là mới tới nhà tao phải không, là nhà chỗ chỗ phố khách sạn đó, khách sạn phố đó, đồ mà chừng cặn nó đuối không nó ừ. Là mình chạy mình biết đó, là có số lượng mình tầm mình biết với chạy cái sức của mình đó. Chiến xa chiến gần vậy là nhiêu chiến nhiêu, nhưng mà như chiến đây trên Châu Đốc á thì 250 rồi, là Châu Đốc 250 là một cuốc á, một cuốc á là 200 kg, không thôi là bạc 300, tùy theo từ 300 mình đổ lại á những chừng gì đó. Còn như mỡ ít nữa mình nói cái giá cuốc xe mình đó, mà người ta được trả giá mình thì nhắm được thì đi không được là thôi, bị mình tính theo số lượng cuốc nó. Thành ngày ra chạy nhiêu cuốc khách ta cũng biết nữa hả, ngày chạy nhiêu cuốc trời ơi, khi ngày khi gặp mối lại á thì cho hay là đi 2 cuốc là hết lóc rồi, 2 cuốc là tối rồi. 2 cuốc cũng được mấy trăm ha. Ừ, 2 cuốc là độ ra, nhưng mà đỡ ít thì được 400, làm bổ 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 qua bổ lại cũng như mình chế người ta, mình nói như kiểu nó quá cao đó, rồi mình chế lại thì 200 cuốc thì người ta chấp nhận, người ta kêu mình cũng đi, 150 cũng đi nữa, đang đi có tiền nuôi vợ nuôi con à. Chứ mình không nghĩ gì, chứ giờ mình không nghĩ chế người ta thì mình ở nhà suốt ngày mất luôn, mất cuốc xe luôn. Cô là một người hạnh phúc nhất trong các người phụ nữ thì đó, ai cũng nhiều khi chồng con người ta không có thương, còn này chúng mình rất là thì thiệt, đi ra ngoài đường người ta yêu điều ai cũng nói luôn, nói chứ mà tôi sợ người ta nói chạm, như sợ người ta nói là như mình lối phách à, là một lẻ mà tôi không có nói. Nói vợ chồng người ta chung thể thiệt, nhầm người ta ý khác, tôi nói dân xe lôi mà đặc xạo sang dân chạy không có là nghĩ gì đó ha, rồi chở vợ con ăn đầu này được kia trời sang trọng như tao đây nè, dân có tiền đây nè, tao còn chưa dám chở vợ con, thì đó là mình nghĩ là những người nó thoát ra nói câu đó là tự ái rồi. Còn những người này người ta gặp nó trời ơi vợ chồng ta thấy hạnh phúc, người ta mằng cực khổ mà chỉ ở con ăn đi chơi đó, cái đó người ta khen mình đúng rồi đó, là mấy người kia keo kiệt. Tùy theo người, mấy người kia keo kiệt đúng rồi, tùy theo người, bỏ người ta so đo cho đó. Cái mấy người kia nó trời ơi dễ kiếm được vợ chồng ta anh gì bởi gì mẹ, còn người ta vợ chồng ta đi không đa nha, còn gheo gắt này kêu nọ, còn nó nặng không dám ăn nữa. Đó y gan luôn, tôi sống là tôi coi luôn ngoài đời luôn, tôi biết luôn. Ví dụ như chúng mình ngày làm 200 ngàn, bữa đó là cho vợ con đi ăn thoải mái hả rồi hả? Buổi sáng anh đi tăng một cái, buổi chiều này uống cà phê hết hả luôn hả. Một ngày xài 200 ngàn đủ anh mình. Tính đi dĩa cơm á là 20 ngàn phải không, anh tính đi hai vợ chồng mà 4 đứa con là thường thường là xuống hai vợ chồng với 1 đứa con này á là thấy 3 dĩa rồi, rồi mua về 2 hộp nữa, 2 hộp 2 dĩa thêm, rồi tôi với dưới vợ chồng tôi con tôi với là 3 dĩa cũng 3 dĩa em thêm rồi, nó tính đi là thấy 5 dĩa rồi, 5 dĩa thấy 100 rồi, 104 ly phải đá nhiêu rồi, 5 dĩa cơm thêm á 25 nữa như 30 đi, 130 rồi, rồi 4 ly cà phê là ta chế mình á quen nha, là ta bán 10 ngàn 8 ngàn không à, ta bán có 7 ngàn, 4 ly 28 ngàn như 30 rồi, chạy ra 160 rồi, 160 200 cuốc con quốc sơ qua hết trơn rồi mẹ con à. Hả, ăn rồi xong cái ai điện được mừng gần chết luôn, chạy về liền. Khi đương ăn cơm rồi ha, chưa kịp ăn nữa là ta điện rồi cho vợ con tôi đó ăn tôi đi. Đặng mình làm gì mình giữ cái mối của mình. Nó mình đựng ham mà đã hối chào chút đi để tôi ăn cơm rồi không được. Rồi kiểu đó khách là kêu xe lôi khác liền. Kêu đi liền hả chú? Kêu đi liền, bảo vợ tôi nó suy nghĩ nó biết, nó thôi. Giờ chồng tôi đi rồi, cơm để đó để đi rồi mẹ con nó dưới nó ăn ăn. Đó, cái đó là tôi thử vợ tôi luôn. Vợ tôi cũng công nhận, cũng chịu cho tôi đi chở nữa, nó anh ơi, anh ở lại ăn đi. Thà tới đâu tới. Chứ anh làm gì sợ mất sức ha, là ý con vợ mình mở miệng vậy là những mấy bà khác á làm gì là có ngày á rồi anh bỏ em bất tử, thì cũng hiểu thiệt đi, mà nói anh quen rồi em ở ở ăn cơm với em đi, cái con đi rồi tôi chạy rồi tôi về tôi đảo xuống, thì đảo xuống là cơm tôi nó nguội rồi thì tôi cũng chấp nhận tôi ăn ở chung thủy vợ con về chỗ đó. Bữa nào mà điều ra khách ai cũng hiểu nha, quán á ta cũng khen. Bữa nào mà quan hệ trễ quá gần sáng á, cái mình cái lúc mình đi làm đó có bủng rủng tay chân hay là không, có quể quải gì không chứ? Không không, phải bủng rủng, tôi đâu cầm xe, tôi thử luôn, thử sức luôn. Rồi đó ha, lần hơi nó mệt thiệt không, nó đuối trong vòng đụng chừng 5 phút rồi thấy ngồi khỏe cái độ mà xách xe lôi tính đó. Chừng nào mà thấy đánh đổi mà đổi ý mình lại ha, là kể nó rồi đi, kể như ngồi luôn. Đâu xách xe ra làm gì? Thường thường là xách xe lôi kéo đây nè. Thì làm rồi trong vòng đó kéo ra liền, kéo ra để ngoài lộ đặng cho anh ta qua lại, anh ta kiếm xe. Hai nữa anh ta có điện, anh ta điện mình đi, nó mau một chút. Đó. Là có nhiều thôi. Thường thường hiệp 1 không chứ mình? Có hiệp 2 không? Hiệp không? Hiệp 1 không ạ? Hiệp 2 là khi nào ông này cũng hứng lắm. Làm mạnh á, rồi mạnh mình luôn á, tôi chấp nhận. Mỗi ngày là đều có luôn. Đều có, tôi nói thiệt luôn, mỗi ngày mỗi có. Mỗi ngày mỗi có, hiệp 1 vậy ha, chứ không hiệp 2 ha. Hiệp 1 là trong ngày đó muốn giác nào giác, mà giác tối thì nhiều. Nhưng mà phải có một lần ha. Một lần.
tình thiệt, nói thiệt luôn một lần. Mà tôi nghĩ tôi luôn, tôi còn biết, tôi còn sợ luôn mà. Nó công nhận vậy là trong tánh mày cũng mạnh thiệt ha. Ý tôi nói tôi nghe, mày vậy cũng hay. Vậy là khi mà xong rồi nó phục hồi sức khỏe lại cấp tốc. Tôi suy nghĩ hoài, tôi sợ nó đuối, nó mệt con người mình mà. Làm hoài làm như nó không có. Bữa nào mà rung giò không? Không, có đâu. Bữa nào rung giò chạy nó rung giò kể như tôi đi rồi chắc nó tới rồi. Là lúc này chắc nó rung quá, chắc không làm nữa, chắc động rung nữa, chắc đuối luôn à. Để như hết chạy xe luôn. Bị mình nghĩ là mình còn dưỡng sức xe em chạy mà. Mình đạp chứ đâu phải chạy gắn máy. Vậy là không có rung ha? Không. Là tới bây giờ luôn. Tính đi, bà già tôi hạ nguyệt ra đụng trong vòng ngày đó, coi liền là về liền, là giá liền, trong ngày đó đãi rồi là vô quốc tới luôn tới bây giờ. Tôi nói thiệt, anh không phải nói dốc cho con người ta chơi ông bà, ta còn giữ kén này kia nữa ha, ta còn ngừa, ta còn kỹ lưỡng phải không? Còn này tôi chơi tới sanh không hay luôn bà. Mà công nhận con vợ tôi sanh mà không đau bụng đâu gì chơi rồi. Mà nó ngay ra từ nào giờ tôi không quen ai luôn. Tôi chờ là quy định bà già tôi mắc thôi, là trừ ra người nào có em út ai biết cái nọ là mai mối thôi. Chứ mình bây giờ cha mẹ mình chăn trối, bây giờ gặp ai mà được nấy là mừng chết mẹ rồi, còn lựa chọn gì nữa. Chung thủy. Giống như là cô nào mà khiến gặp mình là vô đó. Chú với thím là sanh ra chỉ dành cho nhau thôi ha. Mà tôi tức nó tiếc đồ mà nó bị người ta hại đời mình, nó thôi cái chuyện nó bỏ qua đi. Uổng không chứ mình? Mình lại uổng không uổng, như nó qua rồi thôi đủ. Bây giờ một con rồi mình lỡ thời nó còn ngon hơn con gái nữa, còn mẹ gì nữa. Nếu mà cô mà không, người ta mà không hại cô đó. Mà cái, lúc đó thôi. Chúng mình cưng như là cưng trứng mẹ còn hơn là trứng mà lọt ra mà chùi mẹ hiếm luôn đó. Thứ nó còn biết mình giữ nữa không? Mà con vợ nó còn hiểu mình luôn nữa. Nó công nhận nha, coi xa lôi chứ mà công nhận chung thủy mà thương mình thiệt luôn. Mình để ý thử coi, ảnh mà cực khổ mà tới chừng mang bầu mà ảnh săn sóc mình ăn bầu dưỡng đàng hoàng luôn. Trời ơi, ghê quá trời. Đứa việc không, đi xanh chở xa lôi mấy bà mụ chở thì bác còn khen á. Nó ông già, ngưng được rồi. Mỗi lần mà tôi thấy ông chở xa lôi lên là tôi biết ông là không có tiền á. Mụ á. Thì thiệt, thì thiệt, tin luôn, tin thiệt nó thiệt. Có nói bà kia trong ghi sổ nó xa mày. Người ta thì đóng tiền chi phí 1 triệu, 2 triệu, còn ông nữa tới nữa kìa. Tôi nói đứa này mấy rồi? Mới có 3 à. Mình tình thiệt nó thiệt ha. Tôi nói lại quay 3 à. Thôi nghe ba, đừng làm nữa ha. Tôi nói chưa biết. Bởi vì tôi còn sức rồi còn làm. Tôi nói ông nội giữ 3, từ từ thôi. Cái lại quay lại 3 năm cái lên cái nữa. Rồi tới ổng nữa rồi. Mình ta lên tàu là taxi với xe ôm mà đủ với cha xe lô này nữa trời. Thì còn chỗ nào nữa mà chạy chăn trối. Cái sau này kêu tiệt sản. Thì mới nói, ông nội ơi, thứ này thứ tư rồi đó nha, ngưng đi. Cái hỏi bà vợ tôi, rồi nhà con vợ hỏi tôi. Chịu không? Cái tôi chịu tiệt sản, tôi về hỏi bà vợ tôi không chịu nữa, mà con vợ tôi không có chịu. Nghe người chịu nhà bệnh viện nó vô ga vô ga, nó mà tiệt sản, mà khùng khùng mát mát á. Nó tùy theo số người. Nó, rồi con vợ tôi hỏi em, sao chịu không? Bây giờ người ta nói gì á, thằng tiệt sản người ta cấp dưỡng cho mình, không biết bao nhiêu. Em được á, thì chấp nhận đi, tôi hỏi mẹ rồi, mẹ nó cũng đồng ý rồi, vì ý em sao? Nó không chịu. Chị rồi tôi bó tay chứ sao. Rồi bà vợ tôi đâu có trách tôi được. Rồi tôi cũng nói thẳng ra rồi. Chắc tại bây vì bà cô, có chảnh á. Chắc tại vì cô cũng mến nít đó, nên bà mới không chịu tiền sản. Cái nữa là sợ tiệc á, nó cũng hồi hộp. Cũng nguy hiểm, bị có rồi nó mới nghe tin. Nó, mình cũng tình thiệt nó thiệt liền. Tại trên chảnh luôn, tại bệnh viện luôn. Người ta đồn đúng không? Vậy là hiện tại bây giờ chưa có tiền sản à? Chưa. Thằng ra mới đặt khi nào kiếm đến không chú mình? Kiếm nữa chắc vợ tôi nói vậy chắc tôi mãn nguyện à, có thì làm hoài thì được. Nó có nghe, làm hoài nhưng mà con thì nó nói gì nè, nó muốn cho anh lắm mà ngặt cái số anh lớn tuổi rồi, sợ anh đây có bởi vì ngã ngang bỏ tôi lại nuôi tôi nhỏ tôi nghịch. Lúc đó khổ dữ biết à. Mình biết con vợ mình sống với mình nó chưa có màng gì ra được trong nghề nè. Rồi nữa sau này mình có mắt đi rồi biết có lo con được không, rồi mình biết con nó lớn rồi màng lại cho vợ mình được không nó. Mình có hai cái điều đó mình cũng chưa biết được nữa. Mà trời phạt mà khiến mà cho anh sống hoài em nói gì đi. Là mình đẻ được, con này đâu có biết đâu, đâu biết đường mò. Thôi bây giờ bốn đứa vậy cũng được rồi, cãi đi. Đủ không? Theo chúng mình bốn đứa đủ chưa? Bốn đứa thì đủ rồi, chứ ý tôi muốn còn con càng đông càng mừng. Gì hả? Ừ. Mà thường thường chúng ý mình tính tôi... thích con trai hay gái? Trời ơi, trai gái cũng là con mà đã tôi nói con đông ăn nó vui. À. Với phần về mình còn mệt á, đứa này kêu đứa kêu mình cũng ngoãn nguyện rồi. Nó ba về kìa. Anh em mình ra mừng ba cho tiền. Lúc đó hết mệt ha. Đó, thiệt không? Hết mệt thiệt, cái về gặp vợ cái nữa làm như nó khỏe cái nữa ha. Nó nhẹ cái nữa. Bị mình cái tâm của mình á với cái sức mình sống bằng ăn là mình biết chung thủy vợ rồi. Từ ra hai cái con với vợ á thành ra như con người mình nó khỏe luôn không? Tối mà phải trả bài nữa.
thì quá dĩ nhiên rồi, không thương trả nó trời. Là cái này không trả nó ha, thiệt anh á, tôi thề luôn á, không trả nó con nhỏ này khùng khùng đi. Tôi thề nữa là trong tánh tôi á, bị có vợ con tôi lo cho vợ con ăn, chứ không phải mà tôi gành gụm mà nữa sao nè, mình sợ vợ con nữa nó thèm mà nó không có ăn đi, rồi tiền mình để làm gì, cũng biết gành gụm việc cho lo hậu thân mình gì mà lo sau này nữa mang bệnh nè, là mình chết lại là nữa sau này á, hết bệnh rồi hết tiền rồi sao con mình suy nghĩ là nó thèm nè, nó ngó, rồi giờ cũng tội nghiệp nó, tôi không chịu, sợ khổ cho con ha.